Chúng ta tiếp tục đến với các video hướng dẫn ôn luyện phần lý thuyết của tiếng Anh lớp 9 sách giáo khoa mới ở học kỳ 2 này để chuẩn bị thi học kỳ 2 sắp tới các bạn nha. Và các video trước chúng ta nói về mệnh đề nè, nói về mạo từ nè, nói về mệnh đề if loại 1, loại 2 nè. Thì video này thầy sẽ giúp các bạn hiểu về mệnh đề quan hệ, relative clauses, mệnh đề quan hệ. Vậy thì mệnh đề quan hệ là gì? Mệnh đề quan hệ là mệnh đề bắt đầu bởi các đại từ quan hệ như là who, whom, which, whose, that, và với các trạng từ quan hệ, như nào, where, when, và có hai loại mệnh đề quan hệ: mệnh đề quan hệ xác định (definite) và mệnh đề quan hệ không xác định (non-definite). Đó, thầy sẽ đi vào chi tiết hai cái mệnh đề quan hệ xác định và không xác định thì các bạn rất là dễ hiểu. Đây nha. Đầu tiên là mệnh đề quan hệ xác định này. Mệnh đề quan hệ xác định là mệnh đề cần thiết phải có để làm chức năng giới hạn, làm rõ nghĩa của danh từ đứng trước nó. Mệnh đề này thường không có dấu phẩy đứng trước và sau nó. Đây là thầy ví dụ, thầy giảng giải kỹ chỗ này thì các bạn hiểu vì sao gọi nó là mệnh đề quan hệ xác định này. Để tí nữa chúng ta so sánh với mệnh đề quan hệ không xác định thì chúng ta càng hiểu hơn nữa này. I don't know the girl whom hoặc là that you met yesterday. I don't know the girl whom you met yesterday. Tôi không biết cái cô gái người mà bạn đã gặp vào ngày hôm qua. Thế thì cái cô gái này, bản thân cái danh từ cô gái này á, nếu không có cái mệnh đề quan hệ phía sau này á, nếu chúng ta dùng whom rồi thì bỏ that nha, mà nếu dùng that rồi là bỏ whom nha, nhớ các bạn nha. Nếu không có cái mệnh đề quan hệ phía sau này thì không ai biết cái cô gái này là cô gái như thế nào. Đó mới là vấn đề quan trọng. Không biết cô gái này ở đâu, cô gái làm gì, từ đâu đến, vân vân. Tôi không biết cô gái như thế nào, đâu có rõ gì, đúng các bạn. Mà khi có cái mệnh đề quan hệ xác định này rồi á, thì người ta hiểu, à, cái cô gái mà bạn gặp vào ngày hôm qua đó, đó, cái cô đó, xác định chưa? Đó, nó khác biệt hoàn toàn với mệnh đề không xác định các bạn nha. Đây này, mệnh đề quan hệ không xác định này. Thầy lấy ví dụ cái mệnh đề quan hệ không xác định phía dưới này, thì các bạn giờ hiểu. À, để thầy nói thêm cái chỗ mệnh đề quan hệ xác định đó, là không có dấu phẩy nha. Không có dấu phẩy giữa hai cái mệnh đề, nhớ cho thầy. Nhớ là không có dấu phẩy ở cái mệnh đề quan hệ xác định. Nhưng mệnh đề quan hệ không xác định là có dấu phẩy. Bạn thấy dấu phẩy chưa? Dấu phẩy đây. Và sao? Thầy nói mệnh đề quan hệ không xác định như thế nào? Nó là cái mệnh đề không cần thiết phải có để làm chức năng giới hạn danh từ đứng trước nó. Nghĩa là bản thân danh từ đứng trước nó đã có, nó có thể bổ nghĩa được rồi, nó có thể xác định được rồi. Vì thế mệnh đề này thường dùng sau từ riêng hoặc các danh từ bổ nghĩa, ông Linh hay là cô Hoa ở đó, và thường có dấu phẩy trước và sau nó. Các bạn để ý này, cái mệnh đề quan hệ không xác định bản thân nó có cũng được mà không có cũng được, nó không ảnh hưởng gì cái nghĩa của toàn câu, không ảnh hưởng gì cái mệnh đề gốc của nó cả. Ví dụ này, ông Mr. Pike, who is my neighbor, is very nice nha. Cái ông Pike, người mà là hàng xóm của tôi ấy, là rất là tốt bụng. Vậy thì nếu tôi không có thêm cái mệnh đề quan hệ này vào thì bản chất câu này có thay đổi không? Bản chất nó thay đổi không? Đâu có gì thay đổi, cũng xác định được mà. Ông Pike rất là tốt bụng đúng không? Rất là dễ thương, rất là tốt bụng. Tôi biết ông Pike này mà, ông Pike này. Nhưng cái này tôi bổ nghĩa thêm cho người ta hiểu thêm thôi, chứ nó không có quyết định nghĩa câu rồi này. Câu này người ta vẫn hiểu được ông Pike này là ai đúng không? Chỉ có người ta bổ sung thêm thôi. Có cũng được mà không có cũng không làm ảnh hưởng đến câu. Nhớ, nhớ cho thầy nha. Hai cái sự khác biệt giữa mệnh đề quan hệ xác định và không xác định. Và bản thân không xác định thì có dấu phẩy này, có dấu phẩy trước và sau nó, các bạn thấy chưa? Trước nó có dấu phẩy, sau nó có dấu phẩy. Đây, bản thân nó là mệnh đề quan hệ xác định không xác định. Và đại từ quan hệ nó là đây, who là đại từ quan hệ, trên này là whom là đại từ quan hệ, that là đại từ quan hệ. Rồi, vậy thì bây giờ thầy chỉ khái quát thành cái ô này, các bạn dễ nhìn này nha. Cái functions này là chức năng, definite là xác định, và non-definite là không xác định, là mệnh đề xác định này, mệnh đề không xác định này, và chức năng này. Ví dụ như nếu làm chủ ngữ là nó sẽ chỉ người hoặc chỉ vật, chính xác rồi đúng không? Nếu làm chủ ngữ mà chỉ người ấy, là chúng ta dùng cái đại từ xác định, một là who hoặc là that, nếu là người. Nhưng nếu là vật, một là which hay là that,
Nhớ nha, vật thì không thể dùng who được, mà người thì không thể dùng which được. Nhớ cho thầy. Đây là ở cái mệnh, ở cái xác định, ở mệnh đề quan hệ xác định. Còn nếu không xác định thì người là who, rõ rồi. Đương nhiên mệnh đề quan hệ không xác định không được dùng that nha. That không thể qua đây được, nhớ cho thầy. Và vật thì which chắc chắn rồi. Đó, đối với chủ ngữ. Nhớ chưa? Các bạn hình dung được chưa? Nếu nó làm chức năng chủ ngữ đó. Còn thế này, chức năng chủ ngữ này các bạn thấy chưa? Chủ ngữ này, chủ ngữ này, chủ ngữ này. Đấy, chủ ngữ này, chủ ngữ này. Xin lỗi các bạn, chủ ngữ này chứ, quên quên. Chủ ngữ này. Đây, chủ ngữ này, đang phải các bạn nha. Ok. Rồi, nếu nó làm tân ngữ thì sao? Nếu nó làm tân ngữ thì với người thì là whom. Đây này, tân ngữ đây. Đó. Tân ngữ đây, hồi nãy thầy vừa nói nó chủ ngữ thầy quên, không không để ý. Tân ngữ đây. Tân ngữ đây. Nếu là người á mà làm tân ngữ á, là whom hoặc là that. Đấy, whom hoặc là that này. Còn nếu mà là vật á, là which hoặc là that. Đối với xác định. Còn đối với không xác định thì whom, whom hoặc là which. Nhớ cái công thức khái quát tổng quát đây cho thầy nha. Nhớ. Rồi. Đó là cái khái quát thứ nhất. Cái khái quát thứ hai là đối với sở hữu. Sở hữu á, đây là đại từ quan hệ nha các bạn nha. Đại từ quan hệ thầy đang nói về đại từ quan hệ này. Nếu là người á mà sở hữu á, là whose. Vật á mà sở hữu cũng là whose. Còn đây là với gì? Với cái mệnh đề quan hệ xác định. Còn cái này là không xác định cũng thế, vẫn như nhau, không có gì thay đổi cả, đều là whose nha. Ok. Rồi, đó là chúng ta nói về cái trường hợp đại từ quan hệ nó nằm trong cái mệnh từ quan hệ với mệnh đề quan hệ đó. Thì bây giờ chúng ta sang cái trạng từ quan hệ như thế nào? Đó, hồi nãy là nói về mệnh đề, rồi mệnh đề quan hệ này. Đại từ quan hệ này, rồi bây giờ chúng ta đến trạng từ quan hệ. Trạng từ quan hệ trong chương trình tiếng Anh lớp 9 này thì nó không có khó đâu, nó chỉ có when thôi. Và where thôi, nó chỉ có hai cái đó là chủ yếu. When là khi nào, là bằng thời gian, đúng không? Đây nè, ví dụ này, Monday is the date we will come. Thứ hai là cái ngày mà họ, thứ hai là cái ngày chúng tôi sẽ đến. Bây giờ mình không thích viết thành hai câu như thế này. Tôi không thích viết thành hai câu này. Tôi thích viết thành một câu. Tôi thay cái đại từ thời trạng từ quan hệ vào, trạng từ when này vào. Monday is the day when we will come. Thứ hai là cái ngày mà khi đó chúng tôi sẽ đến. Nhớ nha, thay thế cho thời gian là when. Còn where là thay thế cho nơi chốn, place, đúng không? Where là ở đâu quá các bạn? Thay thế cho nơi chốn. Đây, thầy xem hai ví dụ với thầy cái ví dụ này. I never forget the village I was born there. Tôi không bao giờ quên cái ngôi làng mà tôi được sinh ra ở đó. Đây là hai câu. Tôi không thích viết hai câu. Tôi thích viết một câu thay thế cái đại từ quan hệ chỉ nơi chốn vào. Where? I never forget the village where I was born. Tôi chẳng bao giờ quên cái ngôi làng nơi mà tôi được sinh ra. Quá là thời dễ hiểu đúng không? Các bạn hình dung được rồi gì, đúng không? Rồi, như vậy là cái phần cái video về đại từ quan hệ này, mệnh đề quan hệ này, trạng từ quan hệ này thì thầy cũng đã giúp các bạn học xong. Và hy vọng các bạn thích các video này và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn đón nhận thêm nhiều video tiếp theo. Và video tiếp theo thầy tiếp tục giúp các bạn ôn lại những kiến thức về lý thuyết ở chương trình tiếng Anh lớp 9 ở học kỳ 2 này, sách giáo khoa mới này, trước khi các bạn thi học kỳ 2 nhé các bạn nha. Và thầy sẽ có giải các cái nội dung ôn tập bài tập cũng như giải đề cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn video tiếp theo. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn đón nhận nhiều video tiếp theo. Chào các bạn. Video tiếp theo chúng ta sẽ đến với thì quá khứ đơn.